Phía trước này là trường tiểu học Phú Lâm cô chú anh chị ha. Bên này á, là một cái trường trung học cơ sở nữa nè. Hướng này á, thì mình lên đường Hồng Bàng. Đó, hướng này mình lên đường Hồng Bàng nè. Còn hướng này á, thì mình về đường Nguyễn Văn Luông. Còn mình rẽ trái xuống dưới đây nè, là mình về đường Bờ Hôm. Đó, đây là vòng xoay Phú Lâm. Đây, ở đây là cấp mắc nha, cấp mắc Phú Lâm của chú vậy ha. Đó, hướng này mình đi về đây nè, là mình đi về đường Bờ Hôm nè. Còn hướng này á, mình đi thẳng về cái vị trí mọi ngôi nhà Nguyễn Hoàng sắp giới thiệu nha. Thì cô chú anh chị mình quan tâm, mình đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị ha. À, Nguyễn Hoàng hôm nay sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái siêu phẩm với mức giá là dưới 3 tỷ nha cô chú anh chị ha. Với tầm giá là dưới 3 tỷ. À, ở khu quận 6. Ngay chỗ đường Tân Hòa Đông, Đặng Nguyễn Cẩn. À, phía trước mặt là đường Tân Hòa Đông và đường Đặng Nguyễn Cẩn nè. Đặng Nguyễn Cẩn này mới mình để trái á, là mình để trái đây á, là mình về hướng Bà Hôm. Còn mình để phải đây đó, mình về khu Liễu Quýt nè. Đó, để phải đây về khu Liễu Quýt của chú chị ha. Đi lên tầm một tí nữa thôi. Đó, cô chú chị mình sẽ nhìn bên tay trái nè, là mình sẽ thấy nè. Đó, bên này là chợ Phú Lâm nè. Chợ Phú Lâm. Còn bên tay phải này á là chung cư 78 của đường Tân Hòa Đông, thuộc phường 14 quận 6. Nhà mình thì cũng ở quận 6 luôn nha. Đó, vị trí nhà mình là nhà ở quận 6. Với cái tầm giá là dưới 3 tỷ nha cô chú chị. Đó, tầm giá dưới 3 tỷ. Thì giờ Nguyễn Hoàng đang chạy vào cái vị trí ngôi nhà để cho cô chú anh chị mình hình dung rõ hơn cái vị trí đường. Thứ nhất là vị trí đường nè. Thứ hai là vị trí nhà nha. Nhà thì được thiết kế là tân trang rất là mới, một trệt hai lầu. Đó, nhà mình là một trệt hai lầu. Hướng này á, mình đi thẳng lâu hoài luôn á, là mình sẽ về khu Hương Lộ 2, về bệnh viện Bình Tân. Còn mình tới khúc đường Phan Anh á, thì mình để phải á, là mình về khu ngã tư bốn xã của chú chị nha. Ngã tư bốn xã thuộc quận Bình Tân. Còn ngôi nhà của mình á, là hiện tại đang thuộc quận 6, hẻm 203 kế số nhà 203 mình đi vào nè. Đây tới đây mình đi vào. Đó, tới đây mình đi vào, mình đi vào. Đó, ở đây mình rẽ phải, mình đi vô nhà mình nha. Đó, mình rẽ phải, mình đi vô đây. Đó, rẽ phải, mình đi thẳng vô vị trí nhà của mình luôn. Đó, đây là vị trí nhà mình nha. Nhà mình là gần ngay chỗ cái chung cư Summerware nè. Đó, ngay cái chung cư này luôn cô chú anh chị ha. Đó, nhà mình gần cái chung cư này luôn. Đó, vị trí nhà mình đây. Nhà mình là nhà hẻm thực tế là gần 3 mét luôn cô chú anh chị ha. Đó, hẻm thực tế là 3 mét luôn. Đó,
hướng này nè, hướng này mình đi thẳng ra nè, mình sẽ rẽ phải nè, rẽ phải là mình về hẻm 110 của đường Bà Hôm và 242 của đường Bà Hôm luôn. Còn mình rẽ trái là mình về mặt tiền đường của đường Tân Hòa Đông nha. Đó, đường rất là rộng nha. Đó, vị trí nhà mình thì bên trong này. Đó, nhà mình thì có sân thượng nè. Đó, hai khoảng sân thượng ở phía trên. Bên đây là nhà mình là rất là nhiều cửa sổ luôn nè. Đó, bốn cánh cửa sổ thoải mái luôn cô chú anh chị. Đó, bề mặt trước nhà là được thiết kế bằng đá hoa cương nha. Đó, vị trí nhà mình là tính từ bên này nè qua tới bên kia là 3m2. Chiều dài của nhà mình đó là từ đây nè đi thẳng vào bên trong kia luôn là 8m nha cô chú anh chị ha. Đó, 8m. Bên trong nhà nè, nhà rất là mới luôn. Đó, nhà được thiết kế bằng cửa sắt nha. Cửa sắt kính rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, với cái tông màu ở trên nhà nè, trên trần nè, đó, tông màu trắng. Gạch thì ốp full luôn. Đó, tầm 1,5m cô chú anh chị. Đó, anh chủ nhà anh đang dọn dẹp lại nè, rất là mới luôn, bóng lưỡng luôn nha cô chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị mình đang quan tâm cái bất động sản này á, mình tới vị trí nhà này mình gặp trực tiếp chủ, mình thương lượng giá cả luôn. Đây địa chỉ nhà mình đây, 205 sạc 8B nè, 21 Tân Hòa Đông thuộc phường 14 quận 6 nha. Đó, nhà mình thì tặng cho mình một số nội thất như để lại cho cô chú anh chị mình một số nội thất như quạt nè, máy lạnh nè, rồi máy nước nóng ở phía bên trong. Đó, bên đây thì đã thiết kế sẵn cho cô chú anh chị mình hết rồi nè. Đó, cô chú anh chị thấy không, móc để mình về cái mình treo nón bảo hiểm đây nè. Đó, thấy chưa, tượng trưng cho cô chú anh chị sẵn luôn. Đó, móc treo nón bảo hiểm rồi cô chú anh chị ha. Đó, nhà rất là đẹp và mới rồi. Cửa sổ nè, thoáng mát của ngôi nhà mình luôn nè. Bên này nè. Đó, bên này mình mở mình kéo ra nè. Đó, mình mở mình kéo ra cô chú chị ha. Mở này kéo ra nè. Đó, lấy không khí gió từ bên ngoài vào. Đó, kệ tủ thì có nè. Đó, tủ gỗ. Đó, có kệ thờ ông Táo luôn. Gạch thì ốp nè, ốp full luôn. Đó, full hết tôi cô chú chị mình luôn ha. Đó, bên này cũng ốp full luôn. Đó, bên trong toilet nè. Đó, để lại cho mình máy nước nóng luôn nè cô chú chị ha. Đó, máy nước nóng này mới luôn nha cô chú chị. Đó, rất là full. Đó, tuyệt vời. Đó, giờ Nguyễn Hoàng sẽ lên lầu để giới thiệu cho cô chú anh chị mình cái lầu nha. Đó, lầu ở trên nè, phòng một phòng bự đây nha cô chú anh chị. Đó, một phòng rất là bự luôn. Bên trong nhà mình có toilet luôn nè, có chỗ để mình để máy giặt luôn nha. Đó, đường ống cấp, đường ống xả rồi đầy đủ hết rồi. Đây, mình để máy giặt ở đây nè. Đó, đường ống rồi đầy đủ hết. Đó, để lại cho cô chú anh chị mình máy nước nóng luôn nè. Đó, quá trời là đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Đó, để em ra ngoài cái phòng bự cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, một phòng bự ở đây, có máy lạnh luôn nha, có remote để sẵn cho cô chú anh chị mình về xài luôn nha. Đó, remote nè, remote máy lạnh nè. Đó, ở phía trước này thì có một cái khoảng sân nữa cô chú anh chị ha. Đó, khoảng sân thì được thiết kế nè, gạch với cái tông màu gạch rất là mới luôn, lạ nữa, có lan can luôn. Đó, lan can được ốp full, ốp bao quanh luôn nè. Đó, đây là những cái hệ thống mà cảm biến năng lượng mặt trời nè. Đó, hệ thống này tối nó sẽ sáng nha cô chú anh chị ha. Đó,
cái này mình lấy nguồn điện từ ánh nắng mặt trời á đó. Đó, để em quay cái mặt tiền của cái lầu 1 cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đi vào bên trong này. Đó, mình sẽ lên, mình sẽ có một cái lầu 2 nữa. Đó, khoảng không gian này mình đi lên lầu 2 nha. Bề mặt đá hoa cương nha cô chú anh chị. Đó, rất là cứng cáp. Ở trên đây thì sẽ có một phòng cho cô chú anh chị mình nữa nha, và có ban công luôn. Đó, có ban công cho cô chú anh chị mình luôn. Có sân thượng luôn nha cô chú anh chị ha. Cái này là khoảng mà rộng hơn ban công nhiều luôn, là sân thượng. Đó, để lại cho mình cái máy lạnh nữa. Đó, đây máy lạnh nè. Ở lầu 2 có máy lạnh cho mình luôn nha, phòng kính đàng hoàng nha cô chú anh chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, đẹp chưa cô chú anh chị, nhà rất là mới. Đó, lầu 2 có máy lạnh cho cô chú anh chị mình luôn nè. Đó, cô chú anh chị mình đang quan tâm cái vị trí nhà này á, thì mình qua tới vị trí nhà luôn, là 205/8B 21 Tân Hòa Đông, thuộc phường 14 quận 6 nha. Đó, để mình qua mình gặp mình thương lượng trực tiếp giá chính chủ luôn. Đó, với mức giá 2.850.000.000 thôi cô chú anh chị ơi. Đó, mức giá là 2.850.000.000. Đó. Đó, mức giá này là giá chính chủ đưa ra luôn nha cô chú anh chị ha. Giá chính chủ đưa ra luôn. Đó, cô chú anh chị mình đang quan tâm á, thì mình liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video, hoặc là mình qua tới vị trí nhà này luôn. Đó, mình sẽ gọi Nguyễn Hoàng để Nguyễn Hoàng qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, nhà mình hiện tại đang nằm ở hướng bắc nha. Đó, hướng này là hướng bắc nha cô chú anh chị ha, thuộc hướng Đông Tứ Trạch nha cô chú anh chị. Đó, nhà mình là ngang 3m2, dài 8m, một trệt, hai lầu, hai khoảng sân thượng, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Chủ đang chia sẻ mức giá 2.850.000.000. Đó, thuộc quận 6, cách chợ Bà Hôm khoảng, cách chợ bà chợ Phú Lâm khoảng chừng là 500m, cách vòng xoay Phú Lâm là gần luôn, sát đó luôn, thì tầm khoảng 600m thôi cô chú anh chị. Về các quận trung tâm này thì tầm một cây rưỡi, hai cây đến ba cây. Đó, cô chú anh chị nào mình quan tâm thì mình liên hệ ngay nha.